Vâng, Minh Dưỡng cũng giới thiệu cho quý vị các bạn một cây trực huyền và rất là độc đáo của bác Bá Kỳ. Một những người nghệ nhân làm cây rất được nhiều người mến mộ về tính cách của bác Bá Kỳ. Ngoài ra bác cũng tạo tác rất là thành công trong những cái tác phẩm. Đặc biệt là những cây dáng huyền. Vâng, đặc biệt đây là những cây dáng huyền như thế này. Minh Dưỡng sẽ chia sẻ, dù rằng trời rất là tối nhưng thôi vẫn phải chia sẻ một tác phẩm rất là lạ dáng và rất là kỳ mỹ này. Ok, bác cũng là kỳ đá với tác phẩm này rồi. Đây, quý vị xem. Và đây cũng là một cái phương pháp mà bác nuôi cái thân rễ để tạo nên cái u vếu của cái cây thêm. Đây là một cái rễ trồng trên một chậu. Cắt bác cắt chưa hết mà bác để nuôi thêm cái phần trên này không? Rồi. Cái cây này là mình ký vào mùa thu, đúng là không hợp cái thời gian. Vâng. Tức là sau mùa thu là mùa đông. Vâng. Thế cho nên là cái bộ rễ đá nó vẫn còn yếu. Vâng. Thì mình có cái rễ này thừa thì mình bổ sung vào. Thế là sau đó thì mình sẽ cắt đi. Vâng. Đấy. Cái rễ này là bổ sung để cho cây nó khỏe. Sau khi mà cái thời điểm mà kỳ đá nó chưa được đúng cái thời điểm đó không bác? Đúng rồi, okay. Cái thời tiết chưa là và chúng ta lại đi đến tác phẩm một cái góc nhìn của cái bệ đá rất là đẹp và đầy tính mỹ thuật với Minh Dưỡng là như vậy. Đây, và vẫn còn phủ những cái lớp sơn dừa cũng như là lớp đất. Sơn dừa trộn đất cho nó ăn tạm thời mùa đông mà. Đây là một cái thân bệ đây. Thân bệ quý vị thấy một cái thế huyền đổ gập nhau thẳng xuống. Đấy, mình dưỡng tay. Vâng, đây em sẽ quay cho quý vị các bạn xem là một cái cây huyền đổ gập xuống, nhau xuống, sau đó nó chạy đường giật như thế nào, rất là đẹp đấy. Và được phân tán ra tại đây tại điểm này. Và nó phân chi. Nó thú vị ở trên này. Rồi. À. Tiếp đây nó thú vị các bạn sẽ được chính nghệ nhân chỉ cho những cái điểm thú vị của cái cây này. Ok. Cái cây này bản chất của nó ngày xưa nó là cây trực thôi. Và thế nhưng mà đây là một cây trực vật dáng phải không? Mà okay. Mình vật dáng thành dáng huyền này. Okay. Nó mình vẫn trực mà vẫn được dáng huyền. Cái gốc này cuộn thế này mình dựng huyền thì mình thử dựng thì mình thấy là mình cảm giác là cái cây này cây trực mà bị gió nó cuộn và cái gió nó xoáy một cái. Rồi. Xoáy cái theo bắt đầu mới đổ đâm ra cái bộ bệ của nó, cái bộ gốc của nó là phải cuộn theo mà nó phải lộn ngược xuống như thế này. Đây, ngược xuống thế này. Đây em thấy nó nhao hẳn xuống thế này. Nó cuộn một cái nó mới lộn xuống. Thế thì mình mới thấy cái hay của nó ở riêng với cây này. Vâng. Chứ nó không ngả thẳng luôn. Đấy. Theo quan điểm của bác và sau thời gian thì cái ngọn lá nó lại vẫn có khí thế nó vươn lên. Đấy, về phần cây nó tự nhiên nó cũng như thế mà cái ý nghĩa của cái cuộc sống nó phải có thăng trầm mà. Đấy, vâng. Cái sức vươn mà. À. Cái sức mãnh liệt lao xuống rồi nhưng vẫn phải ngẩng đầu lên đó, để sống phải không? Đấy, đúng rồi. Đấy, rất đẹp nhá. Về đây cái tay trực phải không? Mình phải hiểu đây là cái thân trực mà rất là đặc biệt, ngóc từ dưới ngóc lên phải không? Đấy, tạo ra và cũng là có những cái cành buông xuống rất hài hòa của không gian. Tiếp đến che chở cho cây mẹ. Và đây là che chở cho cái thân huyền. Đường đi của cây cũng rất là lạ và rất là nhiều điểm nghệ thuật.
ta sẽ ngắm cái bãi đá này cũng rất là kỳ mỹ nhá. Bên hướng mặt chính tác hình khối của bệ đá. Và thường thường một cái cây huyền thường hay được kỳ đá như thế này, được treo trên một những cái vách đá. Tổng thể của cây vẫn đang trong thời gian tạo tác, cũng đạt được khoảng hơn 70%. Hy vọng quý vị các bạn có dịp đến chợ Rồng hỏi thăm nhà bác Bá Kỳ để thăm vườn rất rất nhiều cây về tương lai rất quý, và các bạn sẽ có dịp đến tận mắt chứng nghiệm những tác phẩm mà bác đang tạo tác. Ok, bây giờ có lẽ dừng hình ở đây. Hy vọng mọi người sẽ có dịp đến nhà bác Bá Kỳ, và hy vọng mọi người chia sẻ những hình ảnh video Minh Dưỡng đã quay được tại vườn bác Bá Kỳ. Mọi người thấy hay comment và chia sẻ, và nhớ ủng hộ Minh Dưỡng, xem kênh Bonsai Minh Dưỡng và đăng ký. Ok, xin chào và quý vị các bạn những video tiếp. Chào mừng các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi chương trình mới nhất. Hãy like và share để lan tỏa tình yêu quê hương. Hãy bình luận để thể hiện quan điểm cá nhân của bạn.